Tôi xin cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tôi trở lại phần 2 của chương trình. Thưa quý vị, trong cái phần 2 của chương trình tôi xin thưa chuyện với quý vị về những cái lời phát biểu của hai ông tướng ở trong cái hội nghị với Trung Cộng trong cái phái đoàn quân sự của Trung Cộng mới đây diễn ra ở tại tỉnh Quảng Ninh. Thưa quý vị, về phía Việt Nam thì cái phái đoàn cầm đầu là do ông tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng. Cái người đại diện cho bên phía bên Trung Cộng là ông Trung tướng Thích Kiến Quốc là phó tổng tham mưu trưởng quân giải phóng nhân dân Trung Quốc cầm đầu. Thưa quý vị, ở trong cái bài diễn văn mà chào mừng cái phái đoàn Trung cộng đó thì ông Nguyễn Chí vị nói như thế này thưa quý vị. Trong bối cảnh chung của quan hệ hai nước, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Trung thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, thực sự trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong việc duy trì giữ giữ vững và củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam Trung Quốc. Sau đó thưa quý vị, ông đại tướng Phùng Quang Thanh là bộ trưởng quốc phòng lại tiếp cái ông trung tướng Thích Kiến Quốc đó và trong cái buổi tiếp kiến đó vào ngày 11 tháng 3 vừa rồi thì ông Phùng Quang Thanh nói như thế này. Khẳng định thời gian qua quan hệ hợp tác giữa hai nước trên đất liền đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong thời gian tới, hai nước cần đẩy mạnh hợp tác trên biển giữa lực lượng hải quân, cảnh sát biển thông qua các hoạt động giao lưu ở các cấp tuần tra chung, cứu hộ, cứu nạn, trao đổi thông tin vân vân. Thưa quý vị, trong cả hai cái cuộc tiếp xúc này, phía Việt Nam không hề đề cập tới những vụ tấn công thuyền đánh cá của ngư dân Việt Nam xảy ra trong tháng 2 và đầu tháng 3. Ít nhất có 3 vụ thưa quý vị, kể từ ngày mùng 9 tháng 2 cho đến ngày mùng 5 tháng 3 đã có 3 vụ tàu cá Việt Nam đã bị quân hải quân của Trung cộng tấn công tịch thu tài sản, đánh đập và xua đuổi khỏi khu vực đánh cá Hoàng Sa là nơi mà các ngư dân Việt Nam vẫn bám trụ vẫn đánh bắt để chứng tỏ nơi đây là thuộc chủ quyền của Việt Nam. Nhưng mà quân của Trung Cộng đã tấn công không những tấn công ngư dân và còn vứt cờ của Cộng sản Việt Nam xuống nước. Thưa quý vị, trong cái buổi họp ở tại biên giới hai nước vừa rồi, ông Nguyễn Chí vịnh cũng như ông Phùng Quang Thanh không hề đề cập tới cái những cái vụ này xảy ra đã làm thiệt hại tài sản cho người ngư dân Việt Nam. Vậy vấn đề chủ quyền của Việt Nam ở đâu? Vấn đề bảo vệ các ngư dân của quân đội cộng sản ở chỗ nào? Và cái điều được gọi là cái lực lượng cảnh sát biển đó đã làm những nhiệm vụ gì ở trên biển để cho những người ngư dân Việt Nam không dám ra biển đánh bắt như họ vẫn làm từ trước tới nay. Thưa quý vị, khi mà nói về cái vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa thì chúng ta cũng nhớ là những cái tài liệu lịch sử đã nói rất nhiều. Kể từ khi mất Hoàng Sa năm 1974, Cộng sản Việt Nam không có nói, không có làm một cái hành động gì để mà lấy lại cái quần đảo này. Họ chỉ nói Hoàng Sa, Thuồng Sa, Hoàng Sa, Trường Sa là thuộc chủ quyền của Việt Nam. Nhưng mà trong hành động họ không có bất cứ một cái việc làm gì đối với vấn đề hoàng sa và thưa quý vị có một cái điều nữa là trong cái vấn đề sách giáo khoa của việt nam sách giáo khoa của việt nam khi nói về các ba cuộc chiến cuộc chiến thứ nhất là hoàng sa cuộc chiến thứ hai là biên giới và cuộc chiến thứ ba là ở trường sa thì đặc biệt là trong sách giáo khoa lịch sử của các lớp học của việt nam không hề nói gì về hai cuộc chiến ở Hoàng Sa và Trường Sa. Và ngược lại, họ chỉ nói có 12 dòng về cuộc chiến ở biên giới năm 1979. Vâng thưa quý vị, trước khi mà thư chuyện với quý vị về những 12 dòng mà Bộ Giáo dục Việt Nam đã viết vào trong sách sử dạy cho học sinh ở Việt Nam về cuộc chiến tranh biên giới, thì tôi cũng xin thư chuyện thêm với quý vị là trong tất cả những cái bài báo của Việt Nam khi mà nói về những cái vụ tàu của Trung Cộng tấn công ngư dân của Việt Nam ở trên biển thì không họ không dám nói đến tàu của Trung Cộng. Thưa quý vị, mới đây thôi kể từ ngày mùng 9 tháng 2 cho đến ngày mùng 5 tháng 3, các báo chí Việt Nam vẫn dùng chữ tàu lạ, không dám dùng chữ tàu của Trung Cộng. Không dám dùng chữ lính Trung Cộng mà chỉ nói là lính nước ngoài. Thưa quý vị, cái việc này cũng đã diễn ra trong những cái buổi lễ tưởng niệm 64 người lính của Cộng sản Việt Nam hy sinh tại Trường Sa năm 2013. Báo chí và kể cả quân đội cũng không dám nói thẳng là tàu của Trung Cộng hay lính của Trung Cộng mà chỉ nói lính của nước ngoài hoặc là tàu của nước ngoài. Thì thưa quý vị, điều này chứng tỏ cái sự hèn nhát của Cộng sản Việt Nam như thế nào. Cái sự hèn nhát này cũng đã đi vào sách giáo khoa thưa quý vị. Vì vậy tôi xin đọc nguyên văn 12 dòng mà sách giáo khoa của Việt Nam đã viết về cuộc chiến năm 1979 như thế nào thưa quý vị. Thưa quý vị, nguyên văn 12 dòng của sách giáo khoa lịch sử của Việt Nam họ viết như thế này thưa quý vị. Bảo vệ biên giới phía Bắc, hành động thù địch chống Việt Nam của tập đoàn Pol Pot. Thưa quý vị cứ nhớ là hành Pot tức là lúc đó là lãnh đạo của Campuchia và thân Trung cộng thưa quý vị. Được một số nhà lãnh đạo Trung Quốc lúc đó đồng tình ủng hộ họ còn có những hành động làm tổn hại đến tình hữu nghị của nhân dân hai nước như cho quân khiêu khích biên giới, dựng lên sự kiện nạn kiều, quý vị cũng nhớ nạn kiều tức là trục xuất những người những người Hoa kiều về nước thì Việt Nam gọi cái đó là nạn kiều. tức là cái tai nạn xảy ra cho những cái người kiều dân của Trung Quốc ở tại Việt Nam thì họ gọi là nạn kiều thưa quý vị cắt viện trợ rút chuyên gia nghiêm trọng hơn sáng 17 tháng 2 1979 quân đội Trung Quốc huy động 32 sư đoàn mở cuộc chiến một mở cuộc tiến công dọc biên giới nước ta từ móng cái Quảng Ninh Quảng Ninh đến phong thổ Lai Châu. Để bảo vệ lãnh thổ Tổ quốc, quân dân ta, trực tiếp là quân dân 6 tỉnh biên giới phía Bắc, đã đứng lên chiến đấu đến ngày 18 tháng 3 1979, quân Trung Quốc rút khỏi nước ta. Thưa quý vị, quý vị có thể tưởng tượng một cuộc chiến mà trong đó gần 40.000 quân dân của 6 tỉnh cực Bắc đã thiệt mạng sáu tỉnh nhà cửa của dân đã bị bênh điện, nhiều trẻ em đã bị vứt xuống giếng khi các em nhỏ vẫn còn sống bởi quân trung cộng, nhiều phụ nữ Việt Nam đã bị hãm hiếp công khai trước mặt thân nhân của họ trước khi quân đội trung cộng rút đi. Vậy mà thưa quý vị trong sách sử của một nước của một nền giáo dục được gọi là nền giáo dục của cộng sản chủ nghĩa cũng được gọi là của cái xã hội chủ nghĩa thưa quý vị họ chỉ viết có 12 dòng không dám đề cập tới cuộc chiến đó như thế nào một lần nữa tôi xin nhắc lại không hề có cuộc chiến hoàng sa cũng như cuộc chiến ở trường sa trong sách giáo khoa dạy sử của nền giáo dục việt nam từ Vâng Thưa quý vị, khi nói về phương diện lịch sử ở trong sách giáo khoa thì tôi quý vị ở tại Hà Nội. Vào ngày mùng 9 tháng 3 vừa rồi, Hội lịch sử khoa học Việt Nam có tổ chức một cái cuộc hội thảo về vấn đề làm sao để mà thu góp tài liệu trong những cái ba của ba cuộc chiến: Hoàng Sa, Trường Sa, cuộc chiến ở phía Tây Nam giữa Việt Nam và quân Khmer Đỏ cũng như là cuộc chiến ở biên giới năm 1979 giữa Việt Nam và Trung Cộng để cho vào bộ sách giáo khoa cho có đầy đủ các nhà viết sử các chuyên viên lịch sử của việt nam trong đó có một số cựu tướng lãnh đã từng tham gia các cuộc chiến ở biên giới chống trung cộng đều nói rằng lịch sử là lịch sử giao thương ngoại giao giữa hai nước là vấn đề khác vấn đề lịch sử của đất nước các cuộc chiến chống ngoại xâm của dân tộc vẫn phải được ghi vào đầy đủ để lại cho các thế hệ đời sau là vì lịch sử không thể nào bị xuyên tạc, không thể nào bị xóa mở. Các nhà viết sử đều rất kinh ngạc là ở trong hai cái thư viện hàng đầu của Việt Nam là cái Bảo tàng viện quốc gia và Bảo tàng viện lịch sử quân sự đều rất ít tài liệu về các cái cuộc chiến giữa Việt Nam và Trung Cộng ở hạ bán thế kỷ thứ 20. Trong đó, quan trọng nhất là cuộc chiến ở biên giới 1979, cuộc chiến Hoàng Sa 1974 và cuộc chiến Trường Sa 1988 đều không có đầy đủ các chứng cứ lịch sử ở trong đó. Và thưa quý vị, cái điều này để cho chúng ta thấy là tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam đã rất sợ hãi, run sợ đến nỗi nhu nhược không dám viết vào lịch sử những sự kiện giữa Việt Nam và Trung Cộng và cũng liên hệ tới cái vấn đề này thưa quý vị là chính cá nhân tôi đã đi vào cái website của thư viện quốc gia Việt Nam. Ở trong cái thư viện báo chí thuộc cái thư viện quốc gia Việt Nam thưa quý vị. Hôm nay ngày 14 tháng 3, 26 năm sau cuộc chiến Trường Sa xảy ra. Tôi có thể xác nhận với quý vị tất cả hồ sơ về Hoàng Sa ở trên cái website này đều đã bị biến mất. Trong khi đó các tài liệu về Trường Sa chỉ ghi lại từ năm 1925 cho đến năm 1952. Từ năm 1953 đến 2014 không hề còn bất cứ một cái tài liệu nào nói về những biến cố giữa Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt là ba cuộc chiến biên giới Hoàng Sa và Trường Sa thì thưa quý vị, cái điều này cho chúng ta thấy là Việt Nam đã nhu nhược như thế nào. Ngoài ra thưa quý vị, cũng biết là trong khi Đảng Cộng sản Việt Nam không hề tổ chức gì về vấn đề Trường Sa vào ngày 14 tháng 3. Thì ông Đặng Ngọc Tùng thưa quý vị là một ủy viên Trung ương Đảng, là chủ tịch của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đưa ra một cái sáng kiến là mở một cuộc gây quỹ để mà xây tượng đài kỷ niệm 64 chiến sĩ của Trường Sa. Và dùng tiền đó để giúp đỡ cho các gia đình liệt sĩ của hai cuộc chiến Trường Sa và Hoàng Sa. Cái vấn đề đặt ra là tại sao chỉ có xây đài tưởng niệm 64 chiến sĩ của quân đội cộng sản Việt Nam mà quên đi tượng đài của 74 liệt sĩ của quân đội Việt Nam Cộng hòa ở tại Hoàng Sa thưa quý vị. Cái hành động của tổng liên đoàn lao động Việt Nam về phương diện đạo lý đã nghiêm trọng vi phạm cái nguyên tắc là phải bình đẳng, là phải tôn trọng tất cả những con dân Việt Nam đã hy sinh bảo vệ Tổ quốc. Giờ đây cái sáng kiến chỉ xây tượng đài dành cho 64 người lính Cộng sản Việt Nam thì là một cái hành động chia rẽ hận thù dân tộc, không có coi sự hy sinh của 74 chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa là những sự đóng góp cho đất nước, cho Tổ quốc và cho người dân Việt Nam. Thì tôi cho rằng là cái cuộc gây quỹ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam rất phản cảm và rất có những cái và sẽ có những cái tác động tâm lý rất tác hại đến cái sự đoàn kết dân tộc đối với hoàn cảnh của Việt Nam. Tôi là Phạm Trần xin kính chào quý vị.